khởi nghĩa Phùng Hưng, chiếm thành Tống Bình không cần tới đao kiếm. Đường Lâm, nay là Sơn Tây Hà Nội, là quê của Phùng Hưng. Ông đã nối nghiệp cha làm quan lang ở Đường Lâm. Là người rất khỏe, ông có sức vật nổi trâu, đánh được hổ. Phùng Hưng lại là người giàu lòng thương người, hay giúp đỡ người nghèo khổ nên nhân dân trong vùng ai cũng mến phục. Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải đã họp quân khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nhân dân các vùng xung quanh nổi dậy hưởng ứng và giành được quyền làm chủ vùng đất của mình. Ít lâu sau, Phùng Hưng kéo quân về bao vây thành Tống Bình. Viên đô hộ là Cao Chính Bình phải rút vào thành cố thủ rồi sinh bệnh mà chết. Phùng Hưng chiếm được thành, sắp đặt việc cai trị.